Kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda CB 190R nâng cấp cực kỳ ngầu khi được khoét cho mình bộ cánh mới tinh. Với nguyên mẫu là một vẻ đẹp ngoài cùng với cái sự nổi bật khi được trang bị bộ cánh mới có các tông màu đỏ làm chủ đạo. Cái chiếc Honda CB 190R của một chàng trai công nghệ thông tin Sài Gòn trở nên ngầu hơn khi được khoét cho mình bộ cánh vô cùng ấn tượng. Cùng với đó là hàng loạt đồ chơi cực kỳ chất khiến chiếc xe trở nên hầm hố, bắt mắt hơn rất nhiều. Là cái dòng Nickelback cỡ nhỏ nhắm đến một khúc cái mẫu xe 150cc. Cái chiếc Honda CB 190R được sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Quốc nhưng lại được anh em chơi xe ở Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Cái mẫu Nickelback đến từ nhà Honda sổ cho mình tổng thể hầm hố, khỏe khoắn khi được trang bị cái bộ quay gió đầy cơ bắp với rất nhiều đường nét thiết kế góc cạnh đậm cái chất thể thao. Với nguyên mẫu là một vẻ ngoài cũng khá nổi bật khi được trang bị một bộ cánh mới với tông màu đỏ làm chủ đạo. Chiếc xe trong clip hôm nay đến từ cái chàng trai công nghệ ở Sài Gòn đã trở nên ngầu hơn khi được khoét lên mình bộ tem chùm hoàn toàn mới vô cùng ấn tượng. Được thực hiện tại cái tiệm H2 Đại Tràng, dàn áo tem chùm mới trên cái chiếc xe này đã là rất nhiều cái sự ấn tượng, không chỉ làm người chủ quý xe hài lòng mà còn khiến những ai nhìn vào nó cũng cảm thấy bị hút. Là cái sự kết hợp vô cùng tinh tế với những mảng màu kết hợp cùng với nhau tạo ra một bộ tem với cái phần nền cái tông màu xám mờ đầy cứng cáp, kết hợp cùng với một số chi tiết được càng carbon tạo điểm nhấn. Chế một đường chỉ đỏ chạy dọc thân xe đã làm xe máy thêm chút nổi bật và trông rất thể thao. Bên cạnh cái bộ tem chùm mới thì cái chiếc này cũng trở nên chất hơn hẳn khi được trang bị một loạt phụ tùng giá trị. Cái cặp xi nhan nguyên bản rất to phía trước được thay mới bằng cái cặp đèn LED với disc brake với thiết kế nhỏ gọn hơn, sắc sảo hơn, làm cho cái đầu xe góc cạnh và tinh tế hơn. Cái dàn tay lái nó bọc chỉ lọc đồ chơi màu đỏ như phần tay thắng sao số đến từ Honda Racing, bao tay Rakuda, cái càng bóng bờ thắng Rizuma. Cái cụm bình dầu trên xe cũng được thay bằng cái cụm phanh dầu rời kết hợp với bình dầu Rizuma. Bên tay lái trái cũng được trang bị tương tự như vậy. Cái khối bình xăng với tạo hình hầm hố trên cái chiếc CB 190R này kẹt trên kính cáp bắt mắt hơn, tạo ra một cái đàn da mới. Chiều cao yên của chiếc xe này rơi vào khoảng là 771mm nên phù hợp với thể trạng người Việt Nam. Ngoài ra trọng lượng chỉ có 140kg, không quá nặng nề so với tạo hình bên ngoài. Phần đuôi sau được trang bị một cái bộ tay dắt bằng nhôm để việc các xe trong phạm vi hẹp trở nên linh hoạt hơn. Tuy chỉ là cái dòng Nickelback cỡ nhỏ, thế nhưng cái chiếc CB 190R được trang bị cái cặp phục upside-down có đường kính rất to trên hõm chân trước và trở nên gân cốt với một cái bộ ốp chân phục CNC sắc cạnh đến từ Bixby. Cận cảnh hơn khi trang bị cái bộ chân phục Bixby. Bên cạnh cái chiếc sơ độ còn được trang bị cái bộ chống gãy dạng là khung lưới mắt cáo rất là cứng cáp. Sức mạnh của chiếc xe độ đến từ cái động cơ sinh đơn dung tích 184 phân khối, sinh ra một công suất lên tới là 15,6 lực, tại vòng tua là 8.000 vòng trên phút, cùng chế mô men sắc cực đại 15cm, tại vòng tua 7.000 vòng trên phút, tích hợp là khung trang tử, được trang bị hộp số 5 cấp. Cái chiếc CB 190R nguyên bản chỉ là mát động cơ bằng gió, vì thế chiếc xe chỉ nên mát hơn khi sử dụng. Người chủ đã quyết định khi trang bị một cái bộ tản nhiệt bằng nhớt để sử dụng cái bộ tản nhiệt này thì phần lốc nồi phải được thay mới bằng một bộ lốc nồi mới với những đường ống dẫn nhớt trên cái bộ tản nhiệt. Cận cảnh những đường ống dẫn nhớt và cái bộ tản nhiệt của cái chiếc CB 190R. Cùng với đó là cái bộ ốp nồi được CNC rất tinh tế thiết kế dành riêng cho cái mẫu xe này. Đi cùng với đó là cái cặp ống xả MIV được lắp ở hai bên tương tự như cái phiên bản xếp ngang. Chế bộ ống xả này giúp chiếc xe có một cái tiếng máy nghe hay hơn, quy lực hơn rất nhiều. Chân chống British Beat thiết kế hầm hổ, bình dầu Rizuma cho phanh sau, một số chi tiết được nâng cấp rất là đẹp. Cái chiếc Honda CB 190R siêu ngầu khi được khoét cho mình một cánh mới và được thực hiện tại tiệm H2 Đại Tràng. Exciter 10 độ hoàn hảo, phong cách
I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con X10 bên dưới đây không thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ chơi đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malay, được order về để làm nổi bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản đồ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mơn xay cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Cắt gọt cái này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Luno ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt, nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malay. Phía sau cái mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Trên đầu còn được trang bị cụm thắng của Rainbow AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho các vành đi trước. Bên cạnh đó có bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Luno để cút ngắn hành trình ra cho xe bay nhanh hơn. Tay con TWM đã quá quen thuộc anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Trên chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc cái dòng Hells được bám mất dầu phong cách CC kết nối với heo dầu diesel 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ phay CC tạo hình một logo Rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với Rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu zin mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các phục Collin bình dầu rời, cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của phục thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân và bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái phục Collin khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần so với zin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dùng là cái bộ Uma Racing được cố định vào phần đầu với cái bộ két chân zin nhưng được minh lại bằng cách là ốp cặt phong vơ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Chèn chân được trang bị cái bông Rexboy cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem zin bao gồm cái dàn sau chính hãng từ I15 ZR của Malay, che trước của X4 104 số, còn lại là những gương mặt đi kèm như là phát bắt biển Titan, cần số và cái cần thắng đèn của MXKIN Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên nhớ like, subscribe.